Trong 52 đường phố đề nghị đặt tên mới tại Hà Nội, có 33 đường phố mang tên địa danh, tên di tích, tên xứ đồng, tên thành cổ và các tên khác. 19 đường phố mang tên danh nhân. Ngoài ý nghĩa định danh, phục vụ mục đích di chuyển thuận tiện cho người dân, việc đặt tên này còn là cách góp phần tôn vinh những nhân vật có đóng góp trong nhiều lĩnh vực. Cái chuyện mà đặt tên đường phố Hà Nội là chính phủ giao cho Hội đồng Nhân dân thành phố quyết định chuyện đó. Và Hội đồng Nhân dân sẽ có những cái ban tư vấn để mà tư vấn cho Hội đồng Nhân dân quyết định là đặt tên phố như thế nào. Trong số những tuyến phố mới được đặt tên, tuyến phố Trần Đăng Khoa nhận được nhiều chú ý bởi tên Trần Đăng Khoa khá phổ biến và không phải ai cũng biết tuyến phố này được đặt theo tên nhà trí thức yêu nước từng là Bộ trưởng Bộ Thủy lợi giai đoạn 1946-1961. Tuyến phố tôi đang đứng đây kéo dài từ ngã ba đường Bát Khối tại trụ sở công an phường Long Biên đến ngã ba đối diện với ngõ 17 đường Cổ Linh thì sẽ có tên mới là Trần Đăng Khoa. Với nhiều người dân, một số tên phố trong danh sách đặt tên còn khá mới mẻ, nên mong muốn khi chính thức triển khai sẽ có thông tin chú thích đi kèm để người dân biết và tránh nhầm với các nhân vật cùng tên khác. Khi mà đặt tên mới thì cũng ở phường, ở xã, ở quận, thành phố cũng nên tuyên truyền, giải thích cho để mọi người dân dễ hiểu. Người ta ít biết đến ấy, thì là mình sẽ giải thích bên dưới. Tôi thấy rằng là đặt tên là một vấn đề, nhưng mà chúng ta cũng cần phải có những cái chú thích ngắn gọn và chính xác thì nó mới có tác dụng tích cực đến chuyện gọi là vinh danh những cái người có công với đất nước, và nó mới có tác dụng giáo dục cho người dân thủ đô nói chung và thế hệ trẻ ngày nay. Việc đặt đổi tên đường đã được quy định bài bản, cụ thể theo hướng ưu tiên lấy địa danh nổi tiếng, sự kiện lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh, danh nhân tiêu biểu của địa phương để đặt tên đường phố và công trình công cộng. Bên cạnh đó, cũng căn cứ vào vị trí, cấp độ, quy mô của đường, phố và công trình công cộng để đặt tên tương xứng với ý nghĩa của địa danh, tầm quan trọng của sự kiện lịch sử và công lao của danh nhân.